chào mừng tất cả các bạn đã đến với Minion Shop. Minion Shop là nhà phân phối lớn của công ty cổ phần đầu tư và thương mại VC. Công ty cổ phần VC là công ty phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm dầu gội biotin collagen tại Việt Nam. Và công ty có 4 màu để cho các bạn lựa chọn: màu trắng, màu vàng, màu xanh lá và xanh dương. Đặc điểm riêng của các màu là màu trắng dành cho tóc thường, giúp giảm rụng tóc này, rồi tóc khô sơ trẻ ngọ. Màu vàng dành cho tóc nát, tóc khô, tóc bị tác động hóa chất rất nhiều, nhuộm tóc uốn ép khiến cho tóc gãy rụng. Màu xanh lá dành cho tóc bị dầu nhiều, màu xanh dương dành cho tóc bị cầu nhiều. Và đặc điểm chung của tất cả các màu đó là giảm rụng tóc, phục hồi tóc khô sơ, giúp tóc mềm mượt, phục hồi từ sâu bên chân lông tóc và các sợi tóc. Ngoài ra còn có tinh dầu dưỡng tóc biotin collagen và kem ủ biotin collagen. Mình có thể sử dụng trọn bộ như thế này để mình có một cái mái tóc chắc khỏe từ sâu bên trong, phục hồi chuyên sâu hơn khi mà mình sử dụng kèm hai cái sản phẩm này. Và sản phẩm chính hãng ấy, thì ở phía bên ngoài sẽ có cái tin chống hàng giả, sẽ có cái phần lớp phủ để cào dao, sẽ mã số seri gửi lên tổng đài để kiểm tra hàng chính hãng, mã QR code để kiểm tra thông tin sản phẩm. Phía sau sẽ có tin phụ tiếng Việt, và ở phần thân cổ sẽ có tin chống hàng giả của Bộ Công an. Phía dưới đáy sẽ có bốn dòng đét rất là dày, rất là đậm và rất là sắc. Tất cả các sản phẩm của nhà Minion Shop đều phân phối chính hãng từ công ty cổ phần đầu tư và thương mại VC. Minion Shop phân phối trên tất cả các kênh thương mại truyền thông là Shopee có tên nó là Minion Shop 1993. Mình gõ Minion Shop 1993 ra ngay shop của Minion Shop. Lab Mon thì mình gõ Sinhe thì ra ngay cả gian hàng chính hãng của shop để mình mua sản phẩm nhé. Và tất cả các link thì Minion Shop đều để ở phía dưới phần mô tả của mình. Tất cả các quý khách hàng hãy mua hàng, đặt hàng hãy nhấn vào link ở phía dưới nhé. Và tất cả các khách hàng muốn phân phối sỉ thì hãy liên hệ Minion Shop để nhận giá ưu đãi tốt nhất nhé.